đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự lĩnh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 41 với tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Câu chuyện thứ 177, Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Kêu gọi hòa bình là lời kêu gọi đầu tiên của Đức Mẹ. Ngay ngày thứ ba của cuộc hiện ra, Mẹ đã nói, hòa bình, hòa bình, hòa bình, hãy hòa giải với nhau. Chỉ có một điều là hòa bình, hãy làm hòa với Thiên Chúa và với nhau. Để được vậy, cần thiết phải tin, cầu nguyện, ăn chay và đi xưng tội. Maria đã lãnh sứ điệp này vào hôm 26 tháng 6 năm 1981, sau khi cô đã cùng với các bạn thị nhân khác được diện kiến Đức Mẹ trên đồi hiện ra. Trên đường về nhà, giữa lưng chừng đồi, Maria lại được thấy Đức Mẹ hiện ra. Bên cạnh mẹ có một cây thánh giá lớn tỏa hào quang muôn sắc. Mẹ tỏ vẻ rất buồn. Sau đó, Mẹ Thiên Chúa xưng là Nữ Vương Hòa Bình, tước hiệu mà mẹ muốn người ta xưng hô tại Mễ Du. Ít lâu sau đó, ngày thứ hai 24 tháng 8 năm 1981, nhiều người ở Mễ Du, có cả cha Yozo Zofko, nhìn thấy trên không trung ở đỉnh núi Thánh Giá, một hàng chữ lớn bằng lửa đỏ. Với chữ Mir, theo tiếng nước Croatia là Hòa Bình. Đó là sứ điệp trọng tâm của Mễ Du. Ý nghĩa của chữ bình an trong truyền thống Kitô giáo, trong tiếng Do Thái, Shalom, nói về một sự sung mãn và hiệp nhất, ví dụ Jerusalem, có nghĩa là thành phố bình an, hay chính xác hơn, kẻ trông thấy bình an. Thành phố này, theo nghĩa tượng trưng, là nơi hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người. Trong Thánh Vịnh 122, chúng ta có một bài ca bình an cho thành phố bình an này, và ở câu 3, ta thấy mô tả sự viên mãn và hòa hợp. Jerusalem hỡi, ngươi được xây lên như một thành nhất khối với nhau. Jerusalem là địa điểm bình an, không chỉ vì nó nhất khối, thống nhất, nhưng còn vì thành này được chọn để người ta được hiệp nhất với Thiên Chúa. Được sống hòa hợp với Thiên Chúa. Từ những điều trên, ta có thể hiểu ý nghĩa thật của bình an. Bình an là sự hòa hợp giữa Thiên Chúa và con người. Shalom còn mang thêm ý nghĩa hạnh phúc sung mãn, niềm vui và thịnh vượng. Nhưng hạnh phúc, niềm vui và thịnh vượng thật chỉ có thể có nhờ bình an phát sinh từ Thiên Chúa. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Gioan đoạn 14 câu 27. Và để cho thấy bình an ấy như thế nào, thì chiều ngày Chúa Giêsu sống lại, Ngài ban cho họ bình an cho anh em. Ngay đó, Ngài thổi hơi Thánh Thần trên họ. Gioan đoạn 20 từ câu 21 đến câu 22. Bình an là một ơn huệ của Thánh Thần. Đức Mẹ cũng nói, khi Chúa Thánh Thần ngự đến, bình an sẽ được thiết lập. Thông điệp tháng 10 năm 1984. Hãy sống bình an trong lòng các con và với những người xung quanh
để mọi người nhận biết bình an không tới từ các con, nhưng từ Thiên Chúa. Lễ Giáng sinh năm 1988. Vicka bảo rằng Đức Mẹ rất yêu quý lễ Giáng sinh. Ngày lễ đó, mẹ luôn luôn hiện ra với màu áo vàng và ẵm Chúa Hài Nhi trên tay, nét mặt vui vẻ vô cùng. Ngày lễ Giáng sinh 1988, mẹ ban một trong những thông điệp chính của mẹ về bình an. Hỡi các con nhỏ, hôm nay là ngày trọng đại. Hãy vui với mẹ, hãy mừng sinh nhật Chúa Giêsu với sự bình an của mẹ. Với sự bình an đó, mẹ đã tới đây như một người mẹ của các con, là nữ vương bình an. Lễ Giáng sinh năm 1988. Mùa Giáng sinh là thời kỳ hòa hợp giữa Thiên Chúa và loài người. Vì Thiên Chúa đã trở thành người phàm, Đức Mẹ nói, lễ Giáng sinh là ngày trọng đại, hãy vui với mẹ. Đây ta thấy được khía cạnh tươi vui của bình an. Bình an đem đến cho mọi tạo vật bởi việc Chúa nhập thể làm người, sẽ đem sự giao hòa, hợp nhất trong thế giới. Mùa lễ Giáng sinh, chúng ta cảm thấy và sống cái tinh thần hòa hợp, tốt đẹp. Ở đó, toàn cả tạo thành như được tình thương của Thiên Chúa thấm nhuần. Các thiên thần đã hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Từ câu trích dẫn này, chúng ta lại được thấy thêm một tia sáng nữa về bản chất của bình an. Bình an là một mối tương giao giữa Thiên Chúa và loài người. Bình an là sự hòa hợp giữa Thiên Chúa trên trời cao, đã khấn nhập thể để làm người và nhân loại, kẻ lãnh được sự bình an và chúc lành từ trời cao. Lễ Giáng sinh có phận sự cổ võ hiệp nhất và hòa hợp giữa trời và đất. Hòa bình là một ơn huệ, một sự chúc lành của Thiên Chúa. Đức Mẹ muốn chúng ta phân phát chúc lành riêng đặc biệt của Mẹ cho mọi người để giúp cho hòa hợp được trở thành hiện thực. Ngày lễ Giáng sinh năm 1988, Mẹ đã phán bảo, hôm nay Mẹ ban cho các con chúc lành đặc biệt của Mẹ. Hãy đem nó đến cho mọi người, để mọi người đều được hưởng sự bình an. Trước khi chúng ta khởi sự bàn về con đường thánh thiện, chúng ta phải nhận định rằng một con người thánh thiện hay một thánh nhân là một người đã thể hiện được sự bình an trong lòng mình. Có nghĩa là người đó đã thực hiện một mức độ cao sự hòa hợp giữa họ và Thiên Chúa. Nói cách khác, họ đã sống theo đường lối và thánh ý Chúa, không còn để cho những xu hướng hay dục vọng của con người tự nhiên, con người cũ, như Thánh Phaolô thường nói, làm họ hành động ngược với ý Chúa. Nói tóm lại, bình an, hòa hợp là quà tặng của Thiên Chúa, chỉ mình Thiên Chúa ban cho. Bình an không tới từ các con, nhưng từ Thiên Chúa, đó là thông điệp vào lễ Giáng sinh năm 1988. Lễ Giáng sinh là việc giáng lâm của vua hòa bình, như ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một con trai đã được ban xuống cho ta. Vai Ngài mang lấy quyền bính, và thiên hạ tung hô danh hiệu Ngài là vua bình an. Và nữ vương bình an thì nói, Mẹ kêu gọi các con luôn luôn thực hiện hòa hợp và bình an. Thông điệp ngày 31 tháng 7 năm 1986. Nếu chúng ta hiểu được một chút, tinh thần của lễ Giáng sinh là gì? Chúng ta có thể bắt đầu hiểu chữ bình an nghĩa là gì? Câu chuyện thứ 178. Bình an, hòa thuận trong gia đình. Ông Jacques và bà Claire ở Normandy, nước Pháp, rất lo lắng cho cô con gái họ. Cô Marianne lơ bỏ đức tin, lấy chồng Hồi giáo. Ông này không cho ba đứa con nhỏ của họ chịu phép rửa tội.
Hai ông bà đến chơi và lưu lại đó vài tuần lễ như thường lệ mỗi năm. Cú sốc ghê sợ, hai ông bà hoàn toàn nản chí. Gia đình non trẻ của con gái họ đang ở trong một tình huống bi đát. Trong gia đình, một bầu khí nặng nề, khó thở đến nỗi họ không muốn ở lại thêm ngày nào nữa. Hai vợ chồng trẻ không thèm nói với nhau, không nhìn nhau nữa và hoàn toàn đối lập nhau trong chuyện giáo dục con cái. Bất cứ câu trao đổi nào cũng trở thành đầu đề cãi nhau. Gia đình trẻ ấy đang trên bờ tan vỡ. Marian có thái độ rất gay gắt và thường tỏ ra thái quá. Cô thú thật với cha mẹ là cô muốn bỏ chồng mà ra đi, chỉ mang theo ba đứa con. Hai ông bà bảo cô, con đừng quyết định gì trước khi cha mẹ đi cấm phòng ở Mễ Du với cha Slako. Cha mẹ sẽ làm 5 ngày ăn chay cầu nguyện. Con sẽ thấy nhờ ăn chay và cầu nguyện, người ta có thể lãnh được mọi ơn mong muốn, kể cả ngăn chặn chiến tranh. Cha mẹ sẽ đặt vào tay Đức Mẹ Maria tất cả các vấn đề của con với một lòng trông cậy hoàn toàn, bởi vì điều không thể giải quyết đối với loài người thì đối với Đức Mẹ có thể giải quyết được. Tới Mễ Du, mặc dầu nỗi đau đớn sâu xé, hai ông bà đắm mình vào trong trái tim Đức Maria và cam kết sống tất cả những gì Đức Mẹ yêu cầu, tức là 5 điểm như ai cũng biết: cầu nguyện, ăn chay, xưng tội, thánh lễ, đọc kinh thánh. Và họ tin chắc không nao núng rằng Đức Mẹ sẽ ngăn chặn gia đình con gái họ khỏi bị tan vỡ và sẽ chúc phúc cho nó. Ngay ngày trở về Pháp, con gái họ gọi điện thoại đến báo chồng cô đã đem cô và các con đi nghỉ cuối tuần. Chuyện lạ chưa từng thấy. 4 ngày sau, cô còn kể cho cha mẹ. Hôm qua, chồng con muốn nói chuyện với con. Con nghĩ ngay, thôi đúng rồi, anh ta sẽ đòi con ký giấy ly dị thôi. Thế là con chờ đợi giờ phút bi thảm đó. Nhưng thật là khó tin, anh ta nói với con điều khác hẳn. Anh xin lỗi em vì tất cả những lỗi lầm anh đã làm cho em. Em tin anh đi, anh sẽ sửa đổi. Anh rất cần em, anh thương yêu em. Chúng ta đã có với nhau những đứa con dễ thương. Đang lúc anh nói, cổ họng con xe lại. Con không thốt được lời nào, con chỉ biết khóc thôi. Đúng như đã hứa, Marianne thấy chồng sửa đổi cách mau lẹ. Anh ta lưu tâm săn sóc mẹ con cô hơn. Nhiều lần từ văn phòng làm việc, anh điện thoại về hỏi thăm. Còn phần cô, tâm hồn cô cũng dịu xuống. Cô trở nên dễ thương hơn. Sau đó, 3 đứa con họ được chịu phép rửa tội. Hai ông bà Jack và Claire chỉ còn biết kết luận. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà đã xảy ra biết bao thay đổi. Quả thật là gấp rút. Đức Maria đã nhậm lời chúng tôi và nhậm lời cách lạ lùng biết bao. Câu chuyện thứ 179, giải pháp duy nhất để chữa lành thế giới, đó là sự thánh thiện. Đức Mẹ đã phán, không có các con, mẹ không thể cứu thế giới. Thông điệp ngày 28 tháng 8 năm 1986, và mẹ muốn dẫn các con trên con đường nên thánh. Thông điệp ngày 9 tháng 10 năm 1986. Kế hoạch cứu nhân loại của Đức Mẹ không thể thực hiện nếu không làm cho họ nên thánh. Luôn luôn Thiên Chúa hành động và cứu rỗi bằng sự thánh thiện. Thời kỳ lịch sử nào không có vị thánh là một thời kỳ lịch sử vắng bóng, vinh hiển của Thiên Chúa, và Thiên Chúa không hoạt động. Thiên Chúa đã chọn mỗi người trong các con để sử dụng vào đại chương trình cứu rỗi nhân loại. Thông điệp ngày 25 tháng 1 năm 1987. Đức Mẹ hiện diện ở Mễ Du cũng là để kiện toàn kế hoạch cứu độ loài người. Mẹ ở cùng các con, hầu các con có thể thực hiện kế
kế hoạch cứu rỗi ấy cách trọn vẹn. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 1987. Cũng trong tháng ấy, tháng Giêng 1987, qua hai thông điệp ngày 1 và 25, Đức Mẹ cho ta hai manh mối để giải thích lý do cuộc hiện ra lâu dài ở Mễ Du. Mẹ đến để cứu nhân loại và mẹ đến để kêu mời chúng ta sống thánh. Chỉ có một con đường duy nhất để giải thoát nhân loại khỏi các quyền lực tối tăm, khỏi ma quỷ. Chúng ta cần phải quyết định mạnh mẽ chọn Thiên Chúa và chống lại Satan, và phải bước đi với Đức Mẹ tới sự thánh thiện. Mục đích việc Đức Mẹ đến trần gian chỉ là để dẫn dắt ta nên thánh, dẫn dắt chúng ta sống tốt hơn với Thiên Chúa trên trần gian này, và đưa chúng ta về thiên đàng. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1987 đã tóm tắt toàn bộ kế hoạch của mẹ. Mẹ kêu gọi mỗi người các con hãy sáng suốt quyết định theo Chúa và chống lại Satan. Mẹ là mẹ của các con, bởi vậy mẹ muốn hướng dẫn các con tới mức thánh thiện hoàn hảo. Mẹ muốn mỗi người các con được hạnh phúc ở đây, trên trần gian, và sau này được ở với mẹ trên thiên đàng. Các con yêu dấu, đó là lý do mà mẹ tới đây và là niềm ao ước của mẹ. Thực tế, thánh thiện là sống dưới đất như đã ở trên trời rồi vậy. Năm 1986, Đức Mẹ nói với Helena, nếu các con phó mình cho mẹ, các con sẽ không còn cảm thấy ngay cả sự đi qua từ đời này đến đời sau. Các con sẽ bắt đầu sống cuộc sống thiên đàng ngay dưới thế. Câu chuyện thứ 180. Bước trên đường thánh thiện nghĩa là gì? Thánh thiện là quà tặng của Thiên Chúa. Đó là cái mà chúng ta không thể tự mình làm nổi bởi sức lực nhân loại của ta. Nếu chúng ta nghe theo lời kêu gọi sống thực hành các sứ điệp của Đức Mẹ, sự thánh thiện tự nó sẽ cứ lớn dần lên trong ta. Thánh thiện sẽ đâm chồi nảy lộc trong tâm hồn ta. Mà đó sẽ là quà tặng của Thiên Chúa. Điều duy nhất Thiên Chúa đòi hỏi nơi ta để có thể ban cho ta quà tặng ấy là ta trung tín sống theo các sứ điệp và ta quyết định sống cho Thiên Chúa và chống trả Satan. Ơn huệ thánh thiện chỉ được ban cho ai quyết định chọn Thiên Chúa và sống các sứ điệp. Đức Mẹ đã đặt vào tay ta năm khí giới. Đó là cầu nguyện, ăn chay, đọc kinh thánh, đi xưng tội thường xuyên và tôn kính thánh thể. Nếu chúng ta thực hành mấy sứ điệp ấy, sự thánh thiện sẽ triển nở trong ta. Các con thân mến, nếu các con sống các sứ điệp, các con đang sống mầm mống thánh thiện. Thông điệp ngày 10 tháng 10 năm 1985. Thánh thiện là mối đe dọa lớn nhất cho quyền lực Satan. Thế mà thánh thiện đang lâm nguy bởi chính ta và bởi đời sống. Người thánh thiện trực tiếp tấn công vào trung tâm quyền lực ma quỷ trên trần gian. Chống lại tối tăm quả thật là một cuộc chiến. Mẹ kêu gọi các con dùng việc cầu nguyện để tiến đánh Satan. Hãy khoác lấy áo giáp để chiến đấu. Với chuỗi mân côi trong tay, các con hãy chiến thắng nó. Thông điệp ngày 8 tháng 8 năm 1985. Bằng cầu nguyện, các con có thể tước khí giới của nó hoàn toàn. Thông điệp ngày 24 tháng 1 năm 1985. Câu chuyện thứ 181. Sự thánh thiện từ Chúa Thánh Thần mà đến. Đức Mẹ nhấn mạnh đến việc cầu xin Chúa Thánh Thần, cách riêng trước thánh lễ. Nhóm cầu nguyện của Ivan cũng cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi khi cậu được Đức Mẹ hiện ra. Kinh Veni Creator Spiritus, lạy Chúa Thánh Thần đấng tác sinh xin ngự đến.
cũng được đọc bằng tiếng Croatian trước mỗi buổi Đức Mẹ hiện ra. Chúng ta cần đến Chúa Thánh Thần để trở thành con người mới. Các con hãy xin Chúa Thánh Thần đổi mới linh hồn các con, canh tân cả thế giới. Thông điệp ngày 5 tháng 3 năm 1984. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể trở nên con người mới và sống dưới đất như thể đã ở trên thiên đàng. Niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh sẽ lưu lại trong trái tim ta. Hãy giang tay lên, hãy khát khao Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu phục sinh muốn đổ tràn ơn sủng Ngài cho các con. Hãy hân hoan vì sự phục sinh. Tất cả chúng ta trên thiên đàng đều vui sướng, nhưng chúng ta cần niềm hoan lạc của trái tim các con. Thông điệp ngày 21 tháng 4 năm 1984. Nhưng để được hân hoan vì sự phục sinh, chúng ta được ngập chìm trong sự thương khó của thập giá. Niềm hân hoan thật của phục sinh chỉ phát sinh trong tâm hồn ta, nếu chúng ta có thật bền vững trong ta tình yêu và hiểu biết về hoa quả của thập giá. Nếu chúng ta thông chia cách thiêng liêng vào hiến tế Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận được ơn thấy cuộc vinh thắng của Ngài ngay ở đây. Trên trần gian, Chúa Giêsu phải trỗi dậy, sống lại trong tâm hồn ta và trong gia đình ta. Chớ gì Chúa Giêsu thật sự sống lại trong các gia đình các con. Thông điệp ngày 21 tháng 4 năm 1984. Câu chuyện thứ 182, bí mật của Vicca. Sáng hôm đó, tôi, Sir Manuel, phải đến đón Vicca để đi Hoa Kỳ, cùng với Don Duolo, dân Nữ Ước. Đến phút cuối cùng, Don rầu rĩ nói với tôi: Vicca bệnh rồi, cô ta không đến được đâu. Em cô ấy bảo rằng cô ấy không đi được. Tôi ngạc nhiên. Thế nào? Ngày hôm qua cô ấy còn khỏe lắm cơ mà. Cô ấy mới ngã bệnh chiều hôm qua, cùng với Ivanka. Chúng tôi đã đến thăm cô ấy. Cô nằm liệt giường, một cánh tay bại, một bàn tay xanh mét mà cô đau đớn lắm. Cô có nói là cô đã hy vọng đêm qua sẽ khỏi, nhưng cô em gái sáng nay báo cho biết bệnh trạng ra nặng hơn. 9 ngày sau, tôi từ cuộc du thuyết bên Hoa Kỳ trở về, thấy cô ấy đang phơi áo quần, nụ cười thật tươi. À, thế là cô đã khỏe rồi à? Cô đã để tôi đi sang Hoa Kỳ có một mình. Cô khỏe lại hồi nào vậy? Mới sáng nay thôi, tôi thức dậy và thấy trong mình khỏe hẳn. Tôi đã có thể nói chuyện với một nhóm người hành hương. Sơ thấy mọi sự đã qua như thế đấy. Đức Mẹ có chương trình của người. Sơ có bổn phận nói, còn tôi chịu đau đớn. Đức Mẹ đã muốn như thế. Rõ ràng, Đức Mẹ chẳng hỏi ý kiến 5.000 người Mỹ đến dự buổi nói chuyện ở Pittsburgh. Họ mong cả Vicca cũng có mặt nữa. Vậy cô đã bị bệnh hồi nào vậy? Chả có gì đặc biệt. Sự việc qua đi, rồi nó trở lại. Đời là vậy. Vicca cười và thay đổi đề tài câu chuyện. Một vị bác sĩ người Mỹ tên Sam muốn trị bệnh cho Vicca tới nơi tới chốn, đã nhờ tôi đặt dự án ấy cho Vicca. Này, cô sẽ đi gặp một trong các bác sĩ giỏi nhất của nước Mỹ. Ông khám bệnh cho cô, giữ cô ở lại đó ít lâu để nghiên cứu. Như vậy, hy vọng sẽ cứu sống cô. Biết đâu đấy, nếu cô bị bệnh trầm trọng, phần cô sẽ rất vui sướng đi về trời. Nhưng phần chúng tôi muốn giữ cô ở lại trái đất này lâu dài hơn. Tôi không biết, để xem, chờ ít lâu đã. Trong ý của Vicca, câu nói đó có nghĩa là thôi bỏ đi. Lúc đó một ý tưởng vụt qua. Tôi bảo Vicca, nhưng nè Vicca, sức khỏe, sức lực của cô đều tùy thuộc vào Gospa. Vậy thì chính mẹ mới có quyền quyết định phải không? Cô
cô thử hỏi ý Đức Mẹ xem cô phải làm gì. Sư nói phải đấy, để tôi hỏi Gospa xem. Hai ngày sau, Vika thổ lộ cho tôi biết ý Đức Mẹ. Chuyện đó không cần thiết. Tốt thôi, nếu chính Đức Mẹ muốn làm bể dự án của chúng ta. Theo chỗ tôi biết, chưa ai đã có thể giải thích được cái bí mật mầu nhiệm nơi Vika. Và chúng ta sẽ còn phải ngạc nhiên dài dài. Hãy nhớ lại những năm 1983 đến 1984, Vika bị bệnh đau đầu nặng. Tôi nghe cha Laurentine buồn bã báo tin. Chắc cô Vika chết mất thôi. Cô đau đớn đến độ bất tỉnh trong nhiều giờ, hầu như ngày nào cũng vậy. Mẹ cô đau lòng thấy con phải đau đớn, bà nói. Vika ơi, hay là con đi tiêm một mũi thuốc giảm đau đi. Con không chịu nổi như thế này nữa đâu. Nhưng Vika đáp, má ơi, nếu má biết được cơn đau này đem lại những ân huệ nào cho con và cho kẻ khác, thì má không nói như vậy đâu. Sau một đoạn đường vác thánh giá khá dài, Đức Mẹ nói với Vika, ngày đó, ngày kia, con sẽ lành bệnh thôi. Vika viết lời báo này gửi cho hai linh mục một tuần lễ trước ngày Đức Bà hứa chữa lành, để họ có bằng chứng viết tay. Đúng ngày đó, Vika đã được lành bệnh. Nhờ đó, Vika rút tỉa kinh nghiệm sâu xa về mầu nhiệm sự đau khổ và hiệu quả của nó. Vika chia sẻ lời của Đức Mẹ như sau. Hỡi các con yêu dấu, khi các con gặp đau khổ bệnh tật, một vấn đề thì các con nghĩ rằng, tại sao điều này xảy đến với tôi mà không tới với người khác? Không, hỡi các con yêu dấu, các con chớ nói như vậy. Trái lại, hãy thưa với Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì món quà Chúa tặng cho con. Vì chưng, khi sự đau khổ được hiến dâng cho Chúa, sẽ lãnh được tràn trề ân sủng. Vika còn tự ý thêm, hãy nói, nếu Chúa còn có các món quà khác, con xin đón nhận hết. Ngày hôm đó, khách hành hương ra về, họ đã có nhiều ý để suy nghĩ. Phần tôi, ngay tối hôm đó, tôi bị một người nói với tôi những lời độc địa, trong khi tôi đang tiến về nhà thờ dự lễ. Tôi cay đắng thấm thía. Tôi đã phải chống trả, xua đuổi mọi tư tưởng đó để chọn bề tham dự thánh lễ. Lúc chịu lễ, tôi dâng sự đau khổ tôi cho Chúa Giêsu. Đồng thời các lời của Vika lại trở lại với tôi. Tôi liền cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa vì món quà Chúa đã tặng cho con. Chúa hãy dùng lấy để đổ tràn ân huệ xuống, và nếu Chúa còn món quà khác cho con. Đến đây, tôi nín hơi để tiếp tục. Nhưng, hãy để lâu lâu rồi hãy ban cho con. Bí mật của Vika là cô ấy không đếm kể những lần xin vâng với Chúa. Cũng như các trẻ Fatima, Vika đã xem thấy hỏa ngục và vì thế không còn dè sẻn, tiếc nuối điều gì nếu thấy có ích đối với phần dỗi các linh hồn. Một ngày kia, Đức Mẹ hỏi, ai trong chúng con muốn hy sinh cho người tội lỗi? Vika mau mắn tình nguyện, tôi chỉ xin Chúa ban ơn sức mạnh của Ngài để có thể tiến tới. Được biết vậy, nên chúng tôi không cần tìm hiểu thêm tại sao Vika luôn truyền đạt bao niềm vui thiên đàng cho những người đến gần cô. Trong một lần phỏng vấn cho truyền hình, cô nói to, quý vị không lường được giá trị đau khổ của quý vị trước mặt Thiên Chúa. Đừng nổi loạn khi đau khổ đến. Người ta buồn phiền, tức giận vì người ta không tìm thánh ý Chúa. Nếu người ta tìm thánh ý Chúa, lửa giận sẽ tan đi. Chỉ có những người từ chối vác thập giá mới nổi loạn. Quý vị có thể nắm chắc là khi nào Chúa trao một thập giá, Ngài biết tại sao Ngài trao, và Ngài cũng biết lúc nào Ngài cất nó đi. Không có gì là tình cờ cả. Đối với Vika, bức màn các bí mật thiên quốc đã được vén lên. Cô biết những gì cô đã nói ra.
truyện thứ 183, Ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần phải tham dự vào cuộc thương khó của Chúa Kitô và vào cuộc phục sinh của Ngài bởi quyền lực của Chúa Thánh Thần để trở nên thánh thiện. Lúc rước lễ, chúng ta lãnh nhận Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được biến đổi để nên giống hình ảnh Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao rước lễ là sự sống cho chúng ta. Hãy làm cho thánh lễ trở nên sự sống các con. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1988. Chúa Giêsu đã phán: Thầy là sự phục sinh và sự sống lại. Nhờ ân sủng của các bí tích, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần để có sự sống và để nên giống Chúa Kitô. Mẹ ước ao tất cả các con phản chiếu lại hình ảnh Chúa Giêsu là đấng chiếu sáng cho thế giới bất tín này, vì thế giới này còn đang đi trong tối tăm. Thông điệp ngày 5 tháng 6 năm 1986. Lời kêu gọi khẩn thiết nhất của Đức Mẹ là để cho chúng ta phản chiếu lại Chúa Giêsu. Bởi sức lực và công cán riêng mình, không ai có thể là hình ảnh phản chiếu Chúa Giêsu. Điều ấy chỉ xảy ra do Thiên Chúa ban ơn qua Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là tình yêu và ánh sáng. Trong đời sống thiêng liêng, việc quan trọng bậc nhất là cầu xin được ơn Chúa Thánh Thần. Khi Ngài đến, bình an sẽ được thiết lập. Khi việc ấy xảy đến, mọi sự chung quanh các con sẽ thay đổi. Thông điệp tháng 10 năm 1984. Cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu mở ra cho loài người một kỷ nguyên mới. Trong đó, chúng ta được lãnh cách đặc biệt ơn làm chúng ta nên ánh sáng cho kẻ khác. Ngày thứ sáu tuần thánh, 20 tháng 4 năm 1984, Đức Mẹ đã nói với Helena: Các con phải tràn ngập vui mừng. Hôm nay, Chúa Giêsu chết để các con được cứu. Ngài đã xuống ngục tối và mở cửa thiên đàng. Hãy để niềm vui ngự trị lòng các con. Nhờ niềm vui ấy và nhờ ánh sáng ấy mà chúng ta lãnh được như một ơn huệ ở bí tích rửa tội và các bí tích khác, chúng ta có thể làm nhân chứng ánh sáng của Chúa Kitô. Trong cuộc đời, các con đã kinh nghiệm thế nào là ánh sáng và bóng tối? Thiên Chúa cho mỗi người sự sáng suốt để biết điều tốt và xấu. Mẹ kêu gọi các con đến với ánh sáng để các con đem nó tới cho mọi người còn ở trong bóng tối. Ngày này qua ngày khác, những người sống trong tối tăm đến nhà các con. Hỡi các con thân yêu, hãy cho họ ánh sáng. Ánh sáng ấy chỉ từ Chúa Thánh Thần mà đến. Đức Mẹ đã phán bảo: Hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho. Thông điệp ngày 8 tháng 11 năm 1984. Khi các con có Chúa Thánh Thần, các con có mọi sự. Thông điệp ngày 21 tháng 10 năm 1983. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nên thánh. Chúa Thánh Thần có thể làm chúng ta trở nên ánh sáng cho kẻ khác, chính trong các bí tích của hội thánh và trong thánh lễ, cách đặc biệt mà chúng ta lãnh được Chúa Thánh Thần. Mẹ mong muốn các con cảm nghiệm được Thiên Chúa trong thánh lễ. Đặc biệt, mẹ muốn nói với giới trẻ là họ hãy mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần, vì Thiên Chúa muốn kéo các con về với Người. Thông điệp ngày 16 tháng 5 năm 1985. Câu chuyện thứ 184, Thánh thiện là gì? Một lần nữa, xin nói thánh thiện là một món quà tặng của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể thực hiện sự thánh thiện nhờ bởi sức riêng của mình. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để chuẩn bị lòng mình, để mở lòng ra đón nhận ân huệ từ Thiên Chúa ban. Ước gì lòng các con chuẩn bị nghe và sống tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã dự tính cho mỗi người các con.
cưỡi các con nhỏ. Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt các con trên con đường sự thật và cứu độ, hướng về sự sống đời đời. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1998. Nghe chữ nền thánh, nhiều người trong chúng ta khựng lại vì nghĩ rằng muốn làm thánh phải đi tu, tận hiến, ăn chay, khổ chế, đánh tội, hãm mình, cầu nguyện đêm ngày, từ bỏ mọi sự, vác thánh giá, chịu nhiều đau khổ, có khi còn phải chết từ đạo. Như các cha giảng thường nêu ra cho ta bằng gương các vị thánh, còn chúng ta là những người sống ở thế gian, có vợ, có chồng, sinh con, đẻ cái, với lại ta còn yêu đời, còn ham sống, không thể làm các điều như trên mô tả được. Cái đó dành cho người xuất chúng, còn chúng ta chỉ là con người tầm thường. Nghĩ như thế, tỏ rõ ta đã mắc một lầm lẫn lớn giữa việc làm đại thánh và sống thánh thiện. Các vị thánh anh hùng xuất chúng mà giáo hội đề ra, đó là những người được chọn cách đặc biệt để nêu gương chói lọi cho mọi người thấy ơn Thiên Chúa có thể làm được những sự kỳ diệu đến mức nào. Và con người có khả năng đáp lại sự mời gọi của Thiên Chúa đến trình độ cao siêu đến bao nhiêu. Còn sống thánh thiện ở giữa đời, trong cuộc sống đời thường thì ai là Kitô hữu cũng có thể được. Nếu không, tại sao Đức Giê-xu lại truyền các con hãy nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện? Biết con người có thể làm được, Chúa mới truyền. Không bao giờ người truyền dạy một điều mà họ không thể làm. Không bao giờ Thiên Chúa truyền cho một con cá không có cánh phải bay trên trời như chim. Công đồng Vatican II trong hiến chế hội thánh còn dạy, ơn gọi của mọi Kitô hữu là sống thánh thiện. Mẹ Teresa thành Calcutta cũng nói, nên thánh là nghĩa vụ của mỗi Kitô hữu. Cứ xem các thị nhân, họ cũng sống giữa đời, cũng có vợ, có con, sinh con đẻ cái với bao nhiêu khó khăn, bao cám dỗ thử thách, mà họ vẫn sống thánh thiện và còn làm sứ giả đặc biệt cho Đức Mẹ nữa. Vậy, sống thánh thiện là gì? Thánh thiện là sự tăng trưởng tình yêu trong Thiên Chúa. Đức Mẹ cho một định nghĩa và cũng là một bí quyết về thánh thiện như sau. Bữa nay Mẹ mời gọi các con sống thánh thiện. Không thánh thiện, các con không thể sống được. Bởi vậy, với tình yêu, hãy chiến thắng mọi tội lỗi, và với tình yêu, hãy vượt qua mọi khó khăn các con gặp phải. Các con yêu dấu, Mẹ năn nỉ các con hãy sống tình yêu ngay trong lòng các con. Thông điệp ngày 31 tháng 7 năm 1986. Sống thánh thiện rốt cuộc là sống tình yêu trọn vẹn. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Các chứng từ về mẹ nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giật của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.